Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần cái công việc khó khăn vất vả của thợ hàn sắt. Hiện nay rất nhiều học sinh học hết trung học cơ sở hoặc học hết phổ thông trung học, các bạn ấy không lựa chọn con đường học tiếp lên cao đẳng đại học mà có thể chọn các cái công việc nghề học ngắn hạn, ví dụ như là thợ hàn sắt hoặc là thợ may. Trong đấy đối với nam giới thì rất nhiều bạn lựa chọn nghề hàn sắt. Công việc này hiện nay cũng dễ xin việc mà lương nó cũng khá là cao. Đương nhiên cùng với đó là khối lượng công việc khá vất vả. Đầu tiên, nhiều người nghĩ thợ hàn là một công việc khá đơn giản, đơn thuần chỉ là công việc chân tay, không mang tính chất kỹ thuật cao. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện đại, người thợ hàn cũng cần phải có những yêu cầu khá đặc thù để đảm bảo được chất lượng công trình cũng như độ thẩm mỹ cho những ngôi nhà hiện đại. Đặc biệt thank you.
đặc biệt thợ hàn cũng cần có sức khỏe tốt để có thể làm việc được, trong cái điều kiện làm việc cũng khá là vất vả và có những khoảng thời gian rất cần phải tăng cái thời lượng làm thêm để đáp ứng tiến độ của công trình. Chính vì môi trường Pháp làm việc phức tạp như vậy nên người thợ hàn thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy cơ về tai nạn nghề nghiệp hoặc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp, có thể kể đến các nguy cơ như bị tai nạn lao động. Chính vì thế mà người thợ hàn bắt buộc phải có một sức khỏe tốt để hạn chế tối đa các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Tuy nhiên thì cái nghề thợ hàn cũng rất là phù hợp cho các bạn có cái sự chăm chỉ, cần cù và khéo léo. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về một phần công việc của người thợ hàn khá là vất vả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.